Mến chào cả nhà yêu ơi, thì hôm nay mình ăn mừng được cái kênh 1.800 người đăng ký, thì mình rất là vui, và như lời hứa mình sẽ làm một cái món bún riêu đồ biển nha cả nhà, để mời cả nhà ăn cùng với Tiên và Ben và chia sẻ niềm vui đến với mình nha. Thì hôm nay Tiên nấu cái loại bún riêu này cũng rất là đơn giản, cây nhà lá vườn có sao làm vậy cả nhà ơi. Thì mình bún riêu thì mình có cua mình đâm ra nè cả nhà, đây mình đâm ra rồi mình xào cà chua rồi riêu cua, có mực trứng, mình bỏ thêm cái con chim chép nữa cả nhà, tôm khô đánh lên với trứng với cua cả nhà, cua mình bằm mình vắt nước mình đánh ra, rồi mình bỏ thêm gia vị, tí xíu nước mắm, tí xíu bột rau củ quả, chút xíu mật ong, tại vì mình xài mật ong cả nhà, nó rất là thơm, rồi mình để hành tím xào cho nó thơm, và đồng thời mình bỏ thêm cái cua biển cả nhà, cua biển nhỏ cả nhà, đó, mình bỏ lên chung, giờ Tiên mời cả nhà cùng thưởng thức với Tiên nha. Thì trong đó Tiên có thêm có bún nè, bún là có người nhà, Tiên có người quen ở bên Việt Nam á, gửi qua cho Tiên á, là bún này là nó không có cái chất tẩy, ăn rất là tốt cho dinh dưỡng sức khỏe nha cả nhà. Giờ mình bỏ cái rau ngò tây á, mình bào rồi rau rau giòn giống như cải giòn Đà Lạt á cả nhà, thì nó mình sắp thêm hành lá, có ngò rí với quế nữa cả nhà, với hành tím cho nó thơm, rồi có chanh, rồi mình đây người quen mình cho mình một cái hũ mắm tôm, thì mình bỏ thêm ớt hiểm với chanh vô để chút mình trộn vô, thì đây mình được một cái tô nè cả nhà, đây một cái tô bún mà mình bỏ sẵn rau quả vô, rau với rau quế đó cả nhà, rồi ngò hành tím, và mình bắt đầu mình chế cái súp lên cả nhà ơi. Nước nó còn sôi nè, nó sôi rất là đã nó chín rồi, mình bắt đầu mình bỏ vô tô mình ăn nha cả nhà. Trong đó mình có thêm là cái chả cua nè cả nhà. Thêm một miếng nước cho nó ngon cả nhà ơi. Đây là một tô bún riêu đồ biển cây nhà lá vườn của Tiên nha. Thì Tiên sẽ bỏ thêm một chút xíu mắm tôm cả nhà, mắm tôm, rồi mình nặng thêm miếng chanh cho cả nhà. Thì đã có được một tô bún riêu cây nhà lá vườn hoàn hảo. Giờ Tiên mời cả nhà ăn cùng Tiên nha. Mình dặn lửa nhỏ cho chút xíu cả nhà ơi, hơi quá sôi rồi. Hôm nay Ben đi làm rồi cho nên có một mình Tiên ở nhà, Tiên tự làm và quay phim luôn cả nhà ơi. Cho nên phải có Ben ở nhà thì hai đứa mình ngồi và mời cả nhà ăn chắc vui lắm. Cả nhà. Thì mời cả nhà ăn cùng Tiên với Ben nha. Chắc mình bỏ thêm miếng rau này cho nó thơm cả nhà. Bỏ thêm miếng quế với ngò rí nữa, nó rất là thơm cả nhà, là hành tím. Mời cả nhà ăn với Tiên và Ben nha. Thì ở đây mình ở cái khu nông thôn miền quê nước Úc cho nên không có người Việt Nam nhiều,
thỉnh thoảng rải rác, mà may mắn lắm mình mới đi ra đường mình gặp được một người Việt của mình thì rất là vui. Cho nên người ta không có bán đồ Việt Nam như ở Việt Nam, mà để mà ăn được cái món ăn hoàn hảo có đầy đủ gia vị và rau củ quả giống ở Việt Nam thì không có cả nhà ơi. Thì ở đây á, mình chỉ tự trồng, mình ăn thêm trồng thêm cái rau cải giòn, mà cả nhà lại trồng ngò tây, rồi trồng rau quế, trồng ngò rí, củ hành tím mình cũng trồng luôn, hành lá mình cũng trồng luôn cả nhà. Chỉ có bún mới là ở Việt Nam gửi qua thôi. Còn những cái đồ biển ở đây thì cũng có cái tàu đánh cá biển gần ở đây, mình tới mình mua đồ tươi sống ở cả nhà mình về mình nấu. Mình thích cái gì thì mình nấu cái đó, cái nhà thì nấu theo cái công thức mình tự pha chế, và mình kiểu như có cái món gì trong nhà thì mình cứ đem ra mình nấu theo cái sở thích của mình thôi cả nhà, mà thấy cũng được đó. Khi mà mình nấu được cái một nồi bún riêu á, mình cũng thấy nó thơm á cả nhà, nó cũng ok lắm. Nhất là bỏ thêm nước mắm tôm vô thì nó rất là đậm đặc hương vị Việt Nam. Cả nhà cùng ăn với Tiên nha. Được ăn và chia sẻ với mọi người, tâm sự với mọi người là một điều Tiên rất là thích. Nên nhiều khi á, mình không có thời gian nhiều để mà nói chuyện tâm sự với mọi người, lý do là Tiên đi làm nên công việc ngành y nó rất là bận cả nhà. Sáng xách giỏ đi làm, chiều xách giỏ về là trời nó đã tối rồi, cho nên mà may mắn lắm bữa nào trời có mặt trời là Tiên đi quay phim, quay những cái cảnh miền quê nước Úc cho cả nhà xem. Bây giờ là đang mùa đông cho nên nó trời tối rất là lẹ cả nhà. Để mà có những cái thước phim sáng rõ gửi đến cả nhà thì không phải là dễ, nhưng mà mình vì rất là yêu thích cái nghề làm YouTube, làm thêm để cho mọi người vui đó cả nhà, kiểu như để chia sẻ những gì mình cuộc sống ở Úc nó chân thật nhất đến với mọi người, và để cho gia đình ba mẹ anh chị và mấy cháu mình ở Việt Nam được nhìn thấy mình đang sống như thế nào ở Úc, để cho gia đình vui, bạn bè ở Việt Nam, bà con chòm xóm, dòng họ Việt Nam được nhìn thấy mình thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Cho nên mình rất là thích làm YouTube cả nhà. Đôi khi á, mình làm mà kiểu như không có thời gian nhiều á, kênh mình nó không có phát triển lẹ thì mình cũng kiên nhẫn lắm, không sao đâu, tại mọi người chưa có biết đến mình thôi. Rồi những ai mà đã từng ủng hộ kênh Tiên á thì Tiên lúc nào cũng dậy giấc sáng và Tiên bật lên từng từng người một, Tiên coi rồi Tiên coi ngày này ngày kia, coi cho chừng nào mà hết clip rồi Tiên coi tới người khác, rồi Tiên khấm mình chia sẻ. Tại vì nếu như mà ai ủng hộ mình đó, dù chỉ một lần mình cũng không bao giờ quên. Mình rất là quý cái tình cảm của những người bạn đồng hương hay là những người bạn nước ngoài đã từng ủng hộ kênh Tiên, để Tiên có ngày hôm nay là cũng rất rất là nhờ sự rất ý là Tiên nói rất là vui á, là được mọi người ủng hộ. Tiên hạnh phúc lắm và rất là yêu thương mọi người. Để tỏ lòng biết ơn hôm nay Tiên mới làm được cái món bún riêu để mời cả nhà ăn cho với Tiên cho vui nha. Tiên hy vọng là kênh mình càng ngày càng phát triển và mình sẽ có thêm thu nhập để mà mình có thể giúp được gia đình và những người khó khăn hơn mình, lá lành đùm lá rách đó cả nhà. Trong cuộc sống mà biết yêu thương, đùm bọc với nhau thì sẽ rất vui, rất hạnh phúc. Đối với Tiên, tâm niệm của mình lúc nào cũng nghĩ là sống để yêu thương. Tại sao mình không giúp đỡ những người
khó khăn hơn mình, tại sao mình không giúp những người người ta cần đến sự giúp đỡ, thì cái sự yêu thương, che chở, đùm bọc với nhau là một cái điều tiên rất là mong muốn. Nếu mà mình có thêm thu nhập, mình cứ như là cuộc sống mình nó phát triển hơn nữa, mình sẽ giúp được rất là nhiều người người ta cần đến sự giúp đỡ, nhất là những người già ở Việt Nam á. Mấy lần tiên về Việt Nam thấy mấy cô bác lớn tuổi mà vẫn còn đi bán vé số, vẫn còn đi mò cua bắt cá để sinh sống qua ngày, bán từng lọn rau để mình mua cơm mua cá ăn trong nhà, thì Tiên rất là thương. Nhưng mà đối với Tiên thì mình muốn giúp, nhưng mà mình chỉ giúp được trong cái khả năng của mình thôi cả nhà, tại vì Tiên cũng còn cả gia đình ở Việt Nam, chỉ có một mình Tiên bên Úc thôi. Phải lo, phải cố gắng làm để mà còn lo cho cha mẹ già ở Việt Nam. Và người anh ruột của Tiên mới mất đây 2 tháng thì Tiên cũng phải cứ như là còn trách nhiệm lại với gia đình rất là lớn. Nhưng mà đó là cái niềm vui, ý là Tiên nói là có một người chị Tiên ở Việt Nam thì phải lo ba mẹ Tiên hàng ngày, thì Tiên là cái người cung cấp tài chánh ở cả nhà để mà lo cho ba mẹ bệnh hoạn ốm đau ăn uống hàng ngày, rồi có tiền nữa thì cho ba mẹ đi du lịch đây đó chơi. Chỉ mong sao ba mẹ mình có sức khỏe để sống vui với con cháu, và nếu như kênh mình phát triển mình có thêm thu nhập nữa thì mình sẽ giúp những người trong hoàn cảnh khó khăn. Chắc là mình hạnh phúc lắm cả nhà ơi. Thì bây giờ Tiên mời tiếp cả nhà cùng ăn với Tiên nha, tâm sự với mọi người mải mê, mà cái tô bún riêu của Tiên nó nguội ngắt hết rồi cả nhà. Xin lỗi, mời cả nhà ăn với Tiên nha. Nói chung thì Tiên cũng rất là vui khi biết được những người Việt mình ở hải ngoại lúc nào cũng hướng về Việt Nam, và mọi người góp một bàn tay để chung chung nhau mà xây đắp đất nước và chia sẻ yêu thương đến những người nghèo thì rất là vui và hạnh phúc cả nhà ơi. Chỉ mong ước sao là đất nước mình càng ngày càng phát triển để cho người dân Việt Nam mình được ấm no hạnh phúc và sức khỏe nhiều, tại vì khi mà mình có cuộc sống tốt hơn thì sức khỏe cũng tốt hơn, phải không cả nhà? Cái điều tâm nguyện của Tiên làm sao là mọi người ráng giữ gìn sức khỏe, giúp đỡ với nhau, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một nhà. Ý là Tiên nói là người Việt mình trong nước cũng như ngoài nước, Bắc Trung Nam khác miền nhưng mà cũng là một dân tộc, cũng là một dòng máu Việt Nam anh hùng, như người ta nói giống trong sử sách hay là truyền thuyết, cũng là Lạc Long Quân Âu Cơ, cha là con rồng, mình là cháu tiên, mẹ là mình là nàng tiên Âu Cơ. Thì đối với Tiên á, không quan trọng là Bắc Trung Nam, mình đều là anh em một nhà, mình phải thương yêu, mình đoàn kết chia sẻ thì rất là vui. Thì không có một cái đất nước nào có thể chia rẽ và tổn hại đến đất nước mình hết. Cho nên người Việt ơi, mình hãy cùng tay đứng lên mà xây dựng đất nước, đồng tâm hiệp lực để mà giúp cho Việt Nam mình càng ngày càng phát triển, và người Việt Nam mình được sánh sánh vai ngang bằng với những người khác, những người dân tộc khác trên thế giới. Đi đâu cũng nhớ quê nhà, nhớ cơm rau muống, nhớ cà dầm tương, những cái món ăn đơn giản Việt Nam mà rất là ấm tình dân tộc cả nhà ơi. Tiên xin tạm dừng nơi đây, tại nhiều khi nói nhiều mình xúc động ở cả nhà, nhiều khi nghẹn lời, mình nói có gì nó
khiến cho cả nhà không hài lòng thì vui lòng bỏ qua cho Tiên nha, và chia sẻ góp ý để Tiên có nhiều động lực làm tiếp cho cả nhà xem. Nhân vô thập toàn phải không cả nhà, đôi khi mình muốn nói lên những gì mình muốn nói nhưng mà nhiều khi mình nghẹn lời, hay là đôi khi mình không có nói được hết, hay là nó không hay, thì cả nhà nhất định sẽ thông cảm cho Tiên hen. Cả nhà ơi, video đến đây cũng đã khá dài rồi, Tiên tạm dừng lại nơi đây và chúc cả nhà có một ngày mới nhiều năng lượng mới, sức khỏe dồi dào, vui vẻ hạnh phúc bên nhau, và đặc biệt là những ai mà làm kênh YouTube thì mong rằng mọi người ủng hộ với nhau, và kênh của mọi người càng ngày càng phát triển và gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp nha. Tiên xin tạm biệt, hẹn gặp lại nha.